khởi tố đối tượng tuyên truyền chống phá nhà nước. Ngày 21 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Trương Văn Dũng, sinh năm 1958, trú tại số 69 ngõ 73, phố Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Trước đó, ngày 6 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trương Văn Dũng về tội danh trên. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.